Tôi xin chào toàn thể tất cả anh em đến với kênh kẹo của Ngọc Trinh PCP. Anh em mua hàng hãy trực tiếp qua đầu số điện thoại là 0829411281 giúp em. Số điện thoại này có cả Zalo. Đấy, anh em muốn mua hàng thì hay xem mẫu thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại này giúp em. Đấy, còn hàng nhà em thì kẹo bên nhà em là không kiểm, không xem hàng. Đấy, anh em cảm thấy tin tưởng thì anh em đặt hàng, mà không tin tưởng có thể đi shop khác để mua hàng. Đấy, còn anh em xem thì nhớ cho em một đăng ký kênh, một like video ủng hộ shop. Thì trên đây là tất cả mẫu kẹo mà em dạ quay để em quay hàng. Đấy, quay giới thiệu sản phẩm cho anh em để anh em chơi, trải nghiệm thử xem độ ổn định nó như thế nào và kẹo ra sao, chất lượng nó như thế nào. Đấy, thứ nhất này em sẽ giới thiệu sơ qua luôn cho anh em là hàng kẹo rẻ nhất bên nhà em. Rẻ nhất bên nhà em là hàng 350.000 một ký. Loại này thì em chưa bao cước vận chuyển, cước vận chuyển tùy theo vùng miền của anh em. Loại này thì tất cả là váy 2 tầng. Đấy, tất cả là váy 2 tầng. Nhà em làm chuyên là 2 tầng. Loại này đóng máy, không phải hàng thanh lý anh em nhé. Đấy, hàng này nguyên liệu em nhập vào rẻ thì em sẽ bán rẻ luôn cho anh em. 350.000 này em chưa bao cước. Đấy, loại này thì bao ship bao cho anh em khoảng tầm 450m, xa hơn thì tùy theo cái cành của anh em sử dụng. Xa hơn tùy theo cái cành của anh em nhé. Còn chất lượng kẹo thì đảm bảo chuẩn. Đấy. Quay thực tế, nói chung là nhà em nhiều mẫu để cho anh em trải nghiệm. Nhiều mẫu cho anh em trải nghiệm. Tùy theo cái anh em. Đấy, còn rẻ nhất, đây là rẻ nhất bên em là hàng 350.000 rồi. Đấy. Đấy, thì quay được phải đúng hàng, đúng chất lượng. Đấy, quay như nào sẽ gửi hàng cho anh em như thế. Còn đây là loại hàng tầm trung. Loại này thì 400.000 một ký, cũng chưa bao kiện ship. Đấy. Bao ship nó tương đương là tầm 450.000 là bao ship rồi. Loại này thì tất đều đẹp. Đấy, bao test luôn cho anh em tầm 7-8-90m tùy theo cành anh em nhé. Hàng rẻ thì cành rẻ thì không thể bán được xa. Đấy, đúng không ạ? Công nhận với em không? Đấy, còn cái chất lượng thì đảm bảo luôn cho anh em. Anh em đây là hàng đóng tay, có hàng đóng máy nữa. Còn hàng này thì 100% không viên, nhìn cái mức chất kẹo thì biết ngay là không viên, ổn định như thế nào. Đấy, ổn định và chất lượng kẹo như thế nào. Tiếp theo là giới thiệu luôn cho anh em hàng đóng máy khuôn nhập hộp vàng. Hộp vàng đóng máy khuôn nhập thì là loại này thì vẫn bao tiết là như thế. Giá hiện tại em đang bán là 450.000 bao ship. Đấy, đây là tất cả giá công khai anh em mua hàng thì biết. Đấy, còn loại này thì được bao nhiêu viên thì một ký của nó khoảng tầm hơn 700 viên. Một ký của nó khoảng tầm hơn 700 viên. Đấy, đều đẹp chất lượng không viên nhé. Hàng này thì không phải qua xử lý gì cả, như thế là ra khuôn là làm, gửi đi cho khách. Đấy, độ đều đẹp thừa luôn. Đấy, đảm bảo chuẩn. Tất cả là vé 2 tầng này. Còn đây là 635. 635 anh em nhé. 635 này hàng ngắn, có hàng dài. Đấy, đều đẹp vé 2 tầng nhé. Loại này thì bao test luôn cho anh em tầm 7-8-90m. Đấy, cái chất lượng thì luôn quay như nào sẽ gửi hàng cho anh em như thế. Thì anh em mua hàng hãy trực tiếp qua đầu số điện thoại là 0829411281 giúp em. Nhớ với anh em là kẹo không kiểm không xem hàng. Xin chào anh em và hẹn gặp lại.